Chào các con, bây giờ chúng ta cùng khám phá những loài vật sống trong rừng nhé. Con sư tử. Con voi. Con hổ. Con hươu sao. Con khỉ. Con tê giác. Con chó sói. Con sóc. Con thỏ. Chúng ta đi tiếp nhé. Con chăn. Con cá sấu. Con thỏ. Con cua. Con cá chép. Con tôm. Các con ơi, hôm nay chúng ta đã mệt rồi, giờ thì nghỉ ngơi, mai chúng ta khám phá tiếp nhé. Chào tạm biệt các con.